đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Tại 8 đơn vị được kiểm tra, nhìn chung việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp, các cấp ủy tổ chức đảng ở cơ quan đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị được phát huy. Tuy nhiên, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành năm 2022 của một số cơ quan đơn vị còn ở mức thấp. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo đánh giá cũng như giải trình của các đơn vị được kiểm tra. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đơn vị này cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đơn vị, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện dân chủ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ban Thanh tra Nhân dân tại cơ quan. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay là chủ đề hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức vào sáng nay. Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chỉ đạo hội thảo. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội thảo đã nhận được hơn 30 tham luận, trong đó tập trung nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về tính đúng đắn, bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thống nhất một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.